Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin gửi lời chào tới toàn thể quý vị anh chị em cùng toàn thể các bạn. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi lại tiếp tục về cho các bác thêm siêu phẩm ở đây. Chiếc xe rất là đẹp. Form dáng thì gần tựa tựa giống một chiếc Land Rover. Tuy nhiên giá thành thì quá là rẻ. Các bác phải cần rất là nhiều tiền để mua một chiếc Land Rover. Tuy nhiên để sở hữu em này thì các bác chỉ cần bỏ ra tầm tiền khoảng một chiếc Vios đời cao một chút thôi là các bác đã sở hữu chiếc xe này rồi. Một chiếc xe SUV gầm cao 5 chỗ, công nghệ hiện đại, form dáng sang trọng. Với những cái công nghệ như là cảm biến quanh xe, cụm đèn bi siêu sáng, có giải đèn LED định vị ban ngày, kết hợp đèn halogen, rửa đèn pha tự động, xi nhan tích hợp trên gương, camera 360 có luôn các bác nhá. Đây chính là một chiếc BC Q7 sản xuất vào năm 2018. Số tự động và xe trang bị động cơ là 1.5 bản full các bác nhá. Bản này là bản full kịch luôn. Về công nghệ bên ngoài em đã giới thiệu qua rồi thì em sẽ quay sát hơn. Đây, camera 360 có luôn các bác nhá. Có cam 360, một chiếc đằng trước, hai chiếc trên hai gương. Rửa đèn pha tự động. Cảm biến quay xe, cảm biến trước có, cảm biến sau có các bác nhá. Đấy, hai chiếc trên hai gương, camera trên hai gương đây. Có luôn được chưa? Tay nắm cửa tích hợp nút mở cửa thông minh. Sơn xi thì các bác có thể nhìn thấy sơn xi em nó còn rất là bóng, bóng loáng luôn. 4 la răng phay và 4 phanh ABS đã được trang bị công nghệ cân bằng điện tử chống trơn chống trượt rồi. Rất là thích hợp cho các bác, an toàn cho các bác khi mà đi vào những lúc trời mưa hay là đường trơn trượt thì cực kỳ là an toàn. Ở đằng sau xe được trang bị camera lùi đằng sau các bác nhá. Cảm biến lùi thì em cũng giới thiệu rồi, đằng sau em này được trang bị đến 4 cảm biến lùi cơ. Có bật mở cốp tự động, các trang thiết bị ngoại vi bên ngoài. Đây chính là công nghệ bật mở cốp tự động trên xe. Các bác nhá. Đấy, các bác thấy chưa? Hiện đây bật mở cốp rồi em review luôn. Cốp xe rất là rộng, một cái mẫu SUV gầm cao 5 chỗ, form dáng sang trọng. Tựa tựa chiếc Land Rover mà giá rẻ. Đấy, cốp xe này thì tha hồ cho các bác để đồ đi chơi đi du lịch. Bác nào có đam mê đi câu cá thì chiếc xe này quá phù hợp luôn. Câu xong buổi trưa muốn nghỉ ngơi giải thêm cái chăn ở đây nữa. Đấy, co người nằm ngủ ok luôn các bác nhá. Rất là rộng rãi. Nói chung là chiếc xe này thì sẽ review nó nhiều công nghệ quá, sẽ review về công nghệ cho anh chị em các bác nhá. Em sẽ vừa review về công nghệ và vừa review cho anh chị em về chất lượng thì các bác nhìn là cái phần máng nước. Đây nhá. Phần máng nước bên lái đây. Đấy, các bác nhìn này. Đẹp chưa? Quá là đẹp rồi, các bác nhá, chuẩn về form dáng luôn. Sang bên phần máng nước bên này. Đây nữa. Chuẩn luôn về form dáng, không có hiện tượng là lệch lạc về form. Các bác nhá, không có hiện tượng là lệch lạc về form luôn. Sắt xi khung gầm. Đây là sắt xi khung gầm. Cứng cáp chắc chắn và cái vạch sơn ở những cái con ốc kia nó vẫn còn đấy nhá. Cái vạch sơn ở những con ốc kia nó vẫn còn. Đẹp chưa? Đẹp long lanh luôn. Quá là đẹp luôn rồi. Rất là đẹp. Ok chưa ạ? Xe mới rửa xong rồi em đi quay luôn cho anh chị em đấy ạ. Xe rửa xong phát đi quay luôn. Xe đẹp mà. Và tối hôm qua nhá, nhưng mà hôm nay thì em mới mang ra em xịt vào nước em rửa xong rồi em đi quay cho các bác này. Đấy, đây nhá. Đóng cốp này. Tiện lợi chưa? Đấy, quá là tiện lợi rồi anh chị em nhé. Rất là tiện lợi luôn. Và đi sang phần thân bên lái này. Đấy. Đi sang phần thân bên lái để cho anh chị em ngắm kỹ hơn về tổng thành, form dáng, sơn xi, ngoại thất bên ngoài của chiếc BC này. Xe đẹp chưa? Sơn xi các bác thấy. Từ bên phụ, đằng sau, song vòng sang bên lái. Nó phải nói là cực kỳ là đẹp rồi các bác, rất là đẹp luôn. Và hiện tại chiếc xe này bên em đang giao bán, cái giá mong muốn của cửa hàng bên em là 485 triệu đồng. Tuy nhiên giá vẫn còn thương lượng và giá vẫn còn có thể bớt. Nếu anh chị em nào quan tâm
thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp cho bên em qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966, hoặc các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe. Nói chung là các bác liên hệ trực tiếp vào số điện thoại em sẽ chia sẻ định vị vị trí cũng như là thương lượng về giá cả này, thông tin chi tiết cho anh chị em. Đó nhá. Nếu mà bác nào muốn mua trả góp thì cứ thông tin chi tiết về. Đấy, chúng ta gọi điện luôn, làm việc cho nhanh các bác nhá. Rồi, bác nào chưa đăng ký kênh, chưa follow fanpage, nhớ đăng ký kênh và follow fanpage giúp em nhé. Bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong nội thất review cho anh chị em. Nội thất bên trong của xe đây. Rất là đẹp, với ghế bọc da màu nâu cà phê, anh chị em nhé. Ghế da màu nâu cà phê. Ngồi bên trong, các bác mới thấy là rộng rãi đến nhường nào, quá là rộng luôn. Nhìn form dáng thì nhiều bác không biết thì cứ tưởng là dòng xe 7 chỗ nhé. Nhưng mà chiếc này là SUV gầm cao 5 chỗ, nó rất là rộng. Rất là rộng, rộng rãi thoải mái cho anh chị em luôn. Hàng ghế sau này, hàng ghế trước gọn gàng sạch sẽ thơm tho nhá. Hệ thống gương kính chỉnh điện, trang bị đầy đủ, táp đi táp luôn. Nét chưa? Quá nét, quá sang trọng luôn. Không khác gì một chiếc xe sang cả. Nó chính là cái lấy mẫu form dáng của một chiếc xe sang thì nó là xe sang rồi các bác nhá. Xe trang bị đàm thoại rảnh tay, nhận diện giọng nói, cruise control đi ga tự động. Có luôn công nghệ cruise control đi ga tự động đây. Màn hình giải trí Android siêu lớn. Siêu lớn luôn, rất là xịn sò. Điều hòa thì là điều hòa auto. Các bác điều chỉnh điều hòa luôn trên này nhá. Quạt gió các bác chỉ cần lướt lên thôi. Các bác nhìn cái phím này chưa? Đấy. Lướt thôi, chạm màn hình lướt lên là nó sẽ tự động tăng lên các bác nhá. Đấy, màn hình giải trí Android cỡ lớn, điều hòa auto luôn. Về hệ thống an toàn, ngoài cân bằng điện tử chống trơn chống trượt thì hôm nay được trang bị là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 túi khí an toàn các bác nhá. 8 túi khí an toàn được trang bị trên xe. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đấy, hiện đại chưa? Bật mở cốp tự động, về độ an toàn thì cũng rất là an toàn với 8 túi khí. Cân bằng điện tử chống trơn chống trượt cũng có luôn. Đây chính là cân bằng điện tử chống trơn chống trượt. Bật mở cốp, có lẽ thì em review ở đằng sau rồi nhá. Tuy nhiên các bác muốn đứng đằng trước các bác bật thì đây. Đấy, có bật mở cốp tự động đây. Và ghế điện. Có ghế điện nhá. Ghế điện này. Vào bên trong này. Thêm những cái công nghệ nữa cho anh chị em như là phanh tay điện tử. Nếu mà các bác muốn để phanh tay điện tử để chế độ auto, các bác nhấn vào phím A này, nó chuyển chế độ auto luôn. Sấy ghế sửa ghế hai bên các nhá, sấy ghế sửa ghế hai bên luôn. Được chưa? Có chế độ lái thể thao sport, chính là cái cửa sổ S này, cái phím S này nhá, và cái phím sao sao này là chế độ đi đường tuyết. Nói chung là ở Việt Nam thì chúng ta cũng không mấy khi sử dụng cái chức năng này lắm. Trừ khi là các bác đi phượt, đi du lịch ở trên những vùng cao như Sapa hoặc là vùng núi Tây Bắc thì chúng ta mới sử dụng cái chức năng đi đường tuyết này thôi. Cụm nút điều khiển trung tâm. Ở đây có nghe radio, có về media, nghe nhạc, giải trí xem phim. Đó. Các bác có thể lựa chọn trên màn hình như này. Đấy, xoay xoay tròn như thế. Chờ, ấn vào cái nút giữa này để chọn cái công nghệ cho các bác. Hỗ trợ khởi hành ngang dốc và một số những cái chức năng khác nữa. Đấy. Bác thấy nhiều công nghệ chưa? Video này thì nó khá là lâu, khá là dài. Thì các bác cố gắng xem hết giúp em nhé. Rồi bây giờ sẽ review về mặt chất lượng. Chất lượng đằng sau rồi thì bây giờ sẽ là bên lái bên phụ. Trước khi vào khoang động cơ em sẽ mở luôn ra để đi review chất lượng một vòng quanh xe. Rồi sẽ vào luôn bên trong một khoang động cơ. Mới nhìn cái ốc răng cửa đây nhá. Đấy. Ốc răng cửa là căng đét luôn các bác nhá. Ốc răng cửa là căng đét luôn. Và phần chỉ này. Đây chính là phần chỉ. Đấy, bên ngoài thì còn nguyên cái lớp cao su này. Nguyên cái lớp cao su bảo vệ bên ngoài đây. Nguyên cái lớp cao su bảo vệ cái phần chỉ bên ngoài. Yeah. Phần cột thì xem cái ốc bản lề. Đấy, nguyên cái lớp bụi màu theo thời gian đấy nhá. Nguyên cái lớp bụi màu theo thời gian luôn.
chưa có cái hiện tượng là tác động bên ngoài như tháo rỡ. Đây có nhìn cái phần rìa này nó rất là khít nhá, bản là trên dù bản là dưới cũng vậy. Đó, đây là cái lớp bụi màu theo thời gian này mà nhá, bụi màu theo thời gian thôi. Cam kết luôn với anh chị em nhá, xe toàn hàng tuyển chọn thôi. Phần cột bên này là ok rồi này, dì ghét luôn này. Xuống phần cánh sau, xuống phần cánh sau này. Thì đây là cái phần ốc răng cửa này, ốc răng cửa này nhá. Rồi qua đến phần chỉ, đây chỉ này các bạn nhìn này, nguyên cái cao su, cánh nạo vậy, còn nguyên cao su luôn, dính hết luôn nhá. Nguyên cao su nó dính gắn ở cái phần chỉ nhá, cao su nó gắn ở bên ngoài. Và đây là cái bậc bệ lên xuống này, có bậc để chân lên xuống đây rồi. Các bác nào mà tập nói chung là chiều cao nó không được cao lắm, nhưng mà muốn đi xe gầm cao thì em này có luôn cả một cái bậc bệ để chân cho các bác lên xe được dễ dàng hơn. Và đi sang phần thân bên phụ thì đây là phần ốc răng cửa này, cái ốc răng cửa đấy nhá, các bác thấy chưa, nó phần chỉ này, cái này nó cũng còn nguyên cái cao su, nguyên cái cao su bảo vệ bên ngoài phần chỉ, các bác thấy chưa, zin đét như vậy rồi xe nó quá là đẹp, mà trong khi đó tầm giá thì lại quá rẻ cho các bác, 485 triệu, và trong khi đó là vẫn còn thương lượng thêm cơ. Nhá. Lên phần cánh trước này. Đó. Đây là phần ốc răng cửa nhá. Ốc răng cửa đây. Phần chỉ này. Cái này thì nó tương tự thôi, chỉ ở đoạn trên này thì gần như là chiếc nào cũng như nhau, chỉ nó khá là nhỏ, gần như nhá. Kể cả những cái dòng Kia các thứ. Đó. Ở đây thì nó cũng còn nguyên cao su, vạch cái cao su ra nhìn thấy cái chỉ bên trong. Còn nguyên nhá, nguyên zin nguyên bản hết rồi. Đến cái phần ốc bản lề này, bên này cũng vậy, nó cũng còn nguyên cái lớp bụi màu theo thời gian thôi nhá. Đó, nguyên cái lớp bụi màu theo thời gian thôi. Chứ cái bản là trên, bản là dưới của em này là zin đét luôn. Đó nhá. Xe đẹp không vấn đề gì cả. Quay luôn cho các bác, xe có như nào mô tả chuẩn như vậy luôn cho anh chị em. Nếu mà các bác thích thì đến xem xe luôn các bác nhá. Đấy. Xuống tí phần sắc xi gầm bệ. Đây này, vừa mới rửa xong. Đoạn này là bên trong này thì là nước điều hòa thôi, nước điều hòa nó nhỏ thôi, trời nó đang nóng rất là gắt. Đấy, quay phần sắt xi gầm bệ cho anh chị em đây, cứng cáp chắc chắn chưa, quá là cứng cáp chắc chắn rồi, cũng hiện tượng han xỉ mối mọt gì luôn. Và bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong phần khoang động cơ cho anh chị em xem. Đây phần khoang động cơ đây, hồ ròn, hồ ráo, không hiện tượng chảy dầu chảy mỡ. Em sẽ mở bật cái lắp bảo vệ cái mặt động cơ lên cho các bác xem nó đẹp đến như thế nào. Đây các bác nhìn này, đẹp chưa, ốc áp này, ốc màu này, đây ốc màu này nguyên hết nhá. Đây này đấy, anh chị em cứ sợ là xe tàu nó không bền thế nọ thế kia, của bền tại người thôi các bác nhá, của bền tại người thôi anh chị em ạ. Đây này, ốc màu còn nguyên hết này. Đấy, là 2018 và điện đóm của nó, cái giắc điện của nó vẫn còn nguyên màu sơn cơ. Đấy, đây. Ô dò phanh máy số zin nhá. Máy số zin đét đấy các bác nhá. Đấy, các bác nhìn đây, nhìn những cái ốc chân máy các thứ kìa. Đấy, quay sát vào này. Ốc màu các thứ còn nguyên, máy số nguyên zin luôn các bác nhá. Và máy của em này thì là máy của Mitsubishi nhá. Đây các bác nhìn thấy biểu tượng của gì chưa? Máy là của Mitsubishi. Đấy, máy Mitsubishi. Đấy chưa? Em này động cơ với cả cái khung gầm của nó thì lại nhập công nghệ của Mitsubishi cơ, nên nó cũng rất là bền. Quay lên đây thì các bác nhìn cái ốc capo này. Đấy, ốc capo nhá, còn nguyên nhá. Nguyên zin luôn. Ok chưa? Đấy, hai con ốc nguyên zin vào phần chỉ này. Rất là bền anh chị em ạ. Nếu mà chúng ta đi giữ xe, biết giữ gìn xe thì trước nào nó cũng bền thôi các bác nhá. Quan trọng là cái tuổi thọ của nó thì so với nhau. Thì ví dụ như dòng Vios thì các bác có thể đi được 15 năm, Altis 20 năm. Thì ít nhất là những cái dòng xe khác thì các bác cũng phải đi 10 năm chẳng hạn, có nhá. Đấy là ví dụ như thế. Chứ không phải đâu.
phải là nó cách quá xa nhau về tuổi thọ đâu anh chị em nhé, nó không cách quá xa nhau về tuổi thọ đâu. Xe nó cũng rất là bền, và máy thì máy Nhật cơ, máy Mitsu, còn lâu mới hỏng. Và như vậy thì em đã giới thiệu xong tới toàn thể anh chị em một chiếc BCQ7 sản xuất vào năm 2018, số tự động và xe trang bị động cơ là 1.5 bản full, với giá bán cho chiếc xe này là 485 triệu đồng vẫn còn thương lượng. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp về cho Dũng Audi các bác nhé. Còn bây giờ thì em xin phép được kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.